với Yến dạo này không liên quan đến nhau nữa rồi. Thế là chia tay rồi à? Nhưng mà cái chuyện của anh với Hải Yến ấy thì anh không muốn em đi gặp Hải Yến gì cả. Bởi vì là anh không muốn nhắc đến Hải Yến nữa. Còn chuyện của mình ấy thì mình cũng không muốn nhắc lại chuyện của mình với Hải Yến nữa. Bởi vì là mình với Hải Yến đã chia tay rồi mọi người nhá. Và mình cũng xin đính chính luôn là mình và Hải Yến đã chia tay mọi người nhá. Hoàng Anh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì mọi người ạ, dạo gần đây thì mình thấy anh Dũng quá cũng khá là áp lực về công việc, mệt mỏi về tình yêu. Và chuyện vừa rồi thì trong team mình cũng mất tiền như thế. Thì dạo giờ mình thấy anh Dũng cũng khá là căng thẳng và buồn. Thì hôm nay mình sẽ gọi như là chôn, tạo một màn chôn để chôn anh Dũng, để cho anh có tinh thần đi lên để cùng làm việc với bọn mình. Thì mọi người muốn biết màn chôn như nào thì đón xem hết video này nhá. Còn bây giờ mình sẽ đi đặt góc máy quay. Em chào anh. Ơ, đây à? Ê, ngọn gió nào mang em đến đây? À, em đi qua đây có chút việc xong rồi ghé vào đây thôi. Ừ, anh ngồi đây sao? Dạ. Dạo này làm đâu, công việc như nào? Ủa đâu? À, em vừa ở Sài Gòn ra, lúc sáng, chiều mới về thấy Nguyên. Ừ, vẫn biết nhớ đến thăm anh là được rồi. Vâng, thì em thấy anh dạo này như là đẹp trai lên ý. Em khen thừa, khen gì khác, khen Hà Nội đông người. Khen Hà Nội đông người. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Em nay lên đây chơi à? À vâng, em đi qua đây có công việc xong em ghé vào đây. Ơ thì anh Dũng có ở đây không anh? Anh Dũng chưa lên, đang ở nhà hay sao? Sắp lên hay sao? Anh vừa gọi mà. Chắc là đang trên đường lên. Thế dạo này công việc của anh thế nào? Thì vẫn bình thường. Vẫn sáng ăn xong rồi tối vẫn ăn tiếp. Thế dạo này anh Dũng với Yến đi nào vậy? Anh Dũng với Yến á? Dũng với Yến dạo này không liên quan đến nhau nữa rồi. Thế là chia tay rồi à? Chia tay được lâu rồi, hơn gần tháng. Thế em không biết chuyện này à? Em có, em biết tình hình nhưng mà em chỉ muốn hỏi anh lại cho nó rõ thôi. Tại vì chiều nay khi em từ sân bay về đây, em có gặp anh Dũng và nói chuyện hẹn với anh Dũng rồi. Đã gặp anh Dũng chưa vậy? Thì mục đích của em ra đây là có một chút gì liên quan đến anh Dũng nên em sẽ qua gặp anh Dũng trước. Với lại em đừng không liên thấy... quan đến anh, bây giờ đến gặp anh. Đâu em để đi qua đây, mà qua đây tí vào lại nói bảo là chả nhẽ cô đi qua cô lại không đi vào về thăm anh một tí, đúng không? Với lại thì em lúc nãy em có hỏi, lúc chiều em có nói chuyện với anh Dũng rồi, thấy anh Dũng buồn lắm. Cảm thấy trong lúc nói chuyện ông ấy buồn ra mặt luôn ấy. Nên là em thấy đi qua đây em thấy anh đây thì em vào hỏi một chút thôi. Vì chiều nay lúc nãy có đi công việc xong, em có gọi cho Yến, hẹn Yến đi uống nước. Nhưng mà Yến gọi được cho Yến nhưng mà Yến không ra. Thì em đi qua đây thì em thấy anh thì em muốn hỏi tình hình một chút nữa cho như thế nào. Nói chung là trong thời gian gần đây thì cũng xảy ra quá nhiều chuyện với anh Dũng, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện trong tim, đủ thứ, nên là anh ấy buồn là phải rồi. Em muốn đi à? Với lại anh ngồi ở đây cũng kiểu thì ngày trước em có hơi một tí nhưng bây giờ em thôi, anh chẳng quan tâm chuyện đấy, chắc làm gì. Thì em cứ nói thế cho thôi chứ. Làm sao mà cứ em hiểu được mọi người được. Rồi. Mà đi Sài Gòn thì không có quà cho anh à? À, ý
ý định của em là có ấy hết rồi thì em cũng chỉ ra vài hôm rồi em lại về Sài Gòn ngay. Thế tối nay ở đây chơi xong là đi ăn, mấy anh em rủ nhau đi ăn bữa. À để thôi để sắp xếp hôm nào, tại vì hôm nay em đi có công việc em mới đi qua đây mà gặp anh thôi chứ em không có ấy đâu. Bận thế cơ? À dạo này đi tất nhiên là ngày trước thì lao đầu vì yêu nhưng mà bây giờ công việc nó cũng phải là trên hết, nhưng mà mục đích của em ra là nó cũng có ấy rồi. Bây giờ công việc như nào thì có làm ăn nhiều tiền thì cho anh đi theo ấy, dạo này ấy quá. Anh cứ ở đây làm việc cho anh Dũng hết mình là được rồi. Nhưng mà có tiền tiêu đâu, làm hết mình nhưng mà tiêu hết tiền. Vẫn ở đây à? Anh tưởng à, không, em đi Hà Nội. Em có công việc em đi qua đây. Em thấy anh Hoàng Anh đang ngồi ở ghế nên em vào hỏi thăm thôi. Thế anh tưởng lúc nãy em bảo gọi điện đi gặp Yến hay nói chuyện Yến gì mà. À em gọi điện nói chuyện là mời Yến đi uống nước thôi. Anh bảo đi nhá. Thì cái chuyện mà em quan tâm đến anh ấy thì anh rất chỉ cảm ơn. Đấy. Thì việc em bay từ trong Sài Gòn ra đây ấy, để nói chuyện với anh ấy, để an ủi anh ấy thì anh rất chỉ cảm ơn em. Đó. Nhưng mà cái chuyện của anh với Hải Yến ấy thì anh không muốn em đi gặp Hải Yến làm gì cả. Bởi vì là anh không muốn nhắc đến Hải Yến nữa. Em hiểu không? Đến thời điểm bây giờ anh cũng không muốn nhắc đến Hải làm gì nữa. Chuyện này qua rồi thì bỏ qua đi. Nên là em có ra đây chơi với anh ấy thì anh rất là vui. Còn nếu mà cái chuyện mà em đi gặp Hải Yến ấy thì anh không đồng ý đâu. Nếu mà rảnh thì qua đây chơi nhá. Vâng, okay, em còn mấy ngày ở ngoài Bắc này mà. Ok, ok, thank you em nhá. Anh ngồi nhá, em ngồi. Thế vừa My đến hỏi gì à? Hỏi gì đâu thì nói chuyện bình thường. Thì nó hỏi dạo này làm ăn khách khứa như nào. Lúc nãy em đang định chôn anh cơ. Thế là đang ngồi đây thì My lại vào. Không mày quay đang để. Thì dạo giờ thấy anh có vẻ cái áp lực công việc. Định chôn tí cho tinh thần nó thoải mái tí. Thì thực ra là mình không biết là My đến gặp Hoàng Anh đâu. Bởi vì là lúc sáng ấy mình cũng có gặp My rồi mọi người ạ. Thì lúc sáng nay thì mình thật sự là mình không biết là cái tin nhắn đấy là do My nhắn cho mọi người. Đấy, gần như là ngày nào cũng nhắn tin luôn. Xong mà mình gọi điện các kiểu thì không nghe, thì nhắn tin thì mới trả lời thôi. Thì từ trước giờ mình cũng gọi là nhiều chuyện xảy ra với My ấy mọi người. Nên là mình cũng ngày trước thì mình cũng không có thiện cảm với My nào. Đấy. Nhưng mà vừa rồi thì My về đây nhưng mà My nói chuyện với mình ấy thì mình cảm thấy là My là một người chân thành. Nhưng mà dù như nào nữa thì Dũng cũng quyết định rồi, Dũng sẽ không yêu bất kỳ một ai nữa mọi người nhá. Và My thì mình cũng sẽ chúc phúc cho My sau này sẽ gặp được một người sẽ yêu thương My hơn và chăm lo cho My hơn. Đấy. Thì nói chung là mình cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Còn chuyện của mình ấy thì mình cũng không muốn nhắc lại chuyện của mình với Hải Yến nữa. Bởi vì là mình với Hải Yến đã chia tay rồi mọi người nhá. Và mình cũng xin đính chính luôn là mình và Yến đã chia tay mọi người nhá. Không dính níu, không liên quan gì đến nhau nữa. Và không bao giờ Yến xuất hiện trên video của mình nữa. Đây là lần thứ 2, thứ 3 mình nói lại rồi. Rất nhiều anh em nhắn tin đến cho mình bảo tại sao Hải Yến không quay cùng nữa. Đấy thì mình đính chính lại như thế. Thôi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Dũng. Còn bây giờ chào tất cả mọi người nhá.